Xin chào quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo ở trên kênh của em nhé. Và ngày hôm nay em lên sóng tất cả các bác hai combo karaoke. Thời gian vừa qua thì có một số bác khách hàng đã liên hệ qua bên em và đề nghị bên em lên sóng cho tất cả các bác hai combo thế hệ mới nhất của DB Otic hiện nay và so sánh chất âm để cho tất cả các bác cùng lựa chọn những cái sản phẩm đó. Thì cái combo thì em lên cho anh em với cái tầm giá ngang ngang nhau thôi, tầm khoảng hơn 30 triệu. Combo này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 36 triệu, hơn 36 triệu một tí. Còn combo kia thì nó sẽ là hơn 38 triệu. Đó, thì một loa cột này, một bộ loa cột này rất là đơn giản. Và combo bên này thì sẽ sử dụng một sub hơi 40 cùng một đôi loa phone như thế này. Thì đối với cái combo này thì các bác mua hàng bên em thì em sẽ tặng tất cả các bác một bộ chân loa như thế này nha các bác nhé. Nhìn rất là đẹp và lịch sự đúng không các bác? Bây giờ em sẽ đi vào cấu hình review chi tiết hơn cái combo này cho tất cả các bác tham khảo và lựa chọn nhá. Đối với cái combo bên này thì nó sẽ là thế hệ mới nhất của DB Otic luôn. Thì bên em hiện tại bây giờ chỉ có đơn vị chúng em mới có cái mẫu combo này thôi. Còn hiện tại thì những đơn vị khác thì là chưa cập nhật được đâu các bác nhá. Đó. Combo này thì là chính hãng của DB Otic, cho nên anh em mua hàng bên em thì anh em yên tâm là một trong số những nhà phân phối rất là lớn của DB Otic, cho anh em yên tâm về những cái sản phẩm chất lượng của em đưa ra các bác nhé. Nó sẽ sử dụng một cặp bass sub 30 và một bộ loa cột như thế này. Thì cái này nó rất là gọn gàng các bác, không có dây dợ gì loằng ngoằng. Cái này thì bên trong đây nó tích hợp sẵn một bộ như kiểu ốc cắm ở trong đây này các bác chỉ cần cắm cái cột này xuống, bắt ốc vào và bắt ốc ở đầu này vào thì âm thanh nó sẽ chuyển được cái cây cột này lên và nó sẽ đi thẳng vào cái loa này luôn. Nhìn rất là đẹp, không có dây dợ loằng ngoằng gì. Con này thì nó sử dụng một bass 30, mỗi một thùng sử dụng một bass sub 30 liền công suất luôn các bác nhé. Và con này có thể chế độ Bluetooth này, các bác có thể thấy được chế độ Bluetooth này và chơi được cả USB cũng như là thẻ nhớ các bác nhé. Đấy, rất là tiện đúng không các bác? Ở dưới đây thì sẽ là mạch công suất. Đấy, mạch công suất khuếch đại nhá. Thay vì chúng ta sử dụng một chiếc đẩy công suất thì nhà hãng người ta đã tích hợp sẵn một bộ mạch công suất ở trong đây rồi. Ở đây thì sẽ là một con DSP và có thể chỉnh được rất là nhiều các thông số này, EQ này. Để em lấy nét lại cho các bác cùng xem nhá. Đó, EQ này. Setup rồi edit các kiểu nhiều lắm các bác. Đấy, có chỉnh riêng cho sub nữa này. Đó. Đấy, các bác thấy thông minh không? Rất là thông minh luôn. Đối với cái combo này thì hiện tại bây giờ em đang kết hợp giống bên này thôi, để cho tất cả các bác cảm nhận chất âm làm sao cho nó chân thực nhất. Đấy, xanh chín nhất. Vẫn sử dụng một con vang S690 của DB Otic và một combo micro DB450 25 mã. Đấy, hai bên đều giống nhau các bác nhé. Đối với cái loa cột này thì nó sử dụng là 1, 2, 3, 4, 5 chiếc chung và 2 chiếc tép công suất lớn nha các bác nhé. Hai tép công suất lớn thì ở đây một cái và ở đây sẽ là một cái, còn ở đây sẽ là loa chung. Đó. Đối với cái sản phẩm bên này thì nó sử dụng mã là PK12. Đó. Một loa 30 và một tép kèn 450. Đó, kết hợp với một chiếc đẩy 3 kênh D2610. Một em vang số S690. Đó, và một bộ micro DB450 25 mã. Ok, bây giờ em sẽ nhờ Mr. Thái test nhạc, chuyển đổi nhạc giữa hai cái bộ karaoke này để xem cho tất cả các bác nghe thử chất âm nhé. Anh em có thể đeo tai nghe và cảm nhận. Đó. Rất là chi tiết luôn. Đây này, em sẽ thử bộ này trước nhé. Sau đó em sẽ thử sang bộ bên này. Anh em có thể đeo tai nghe và cảm nhận nhé. Em mở khá là lớn đấy. Đầu tiên sẽ là cái phần test nhạc trước. Thì các bác có thể cảm nhận được hai chiếc bass sub 30 này đánh rất là phê các bác. Nó sử dụng gân cao su cho nên là tiếng nó sẽ rất là êm. Ok, bây giờ em sẽ thử
sang bộ combo thứ hai nhá, cho tất cả các bác cùng xem thử xem, nghe thử xem chất âm nó như thế nào. Đó. Để em cắm vào. Đầu nối cũng rất là đơn giản thôi các bác ạ. Đó. Ok, bây giờ sẽ bật volume lên cho anh em nghe thử nhá. Bây giờ em sẽ test thử tiếng mic của cùng bộ loa 1 cho tất cả các bác cùng trải nghiệm nhá. Mời các bác xem đến hết cái video này của em nhá. Ok, em sẽ thử cái combo này trước các bác nhá. Rồi, mình sẽ phải hát cùng một bài hát cho các bác cảm nhận rõ rệt. Hai chúng ta đã yêu nhau một năm nay, nhưng lời sự mình chứng có tin. Anh hứa đi anh hứa với em một lời. Ok, bây giờ em sẽ thử sang cái combo ngay bên này cùng với cái lời hát này cho anh em cảm nhận cái sự rõ rệt giữa hai combo nhá. Ở tính nữa em sẽ đánh giá sau. Rồi, ok, bây giờ Mr. Thái sẽ test lời hai của cái combo này các bác nhá. Xin mời các bác nghe và trải nghiệm nhá. Nói chung là hai combo này nó ngang ngửa nhau. Hai chúng ta đã yêu nhau hơn một năm, được làm gì để mình chẳng có tim. Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng nâng. Em chớ lo chỉ trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi chân thay đêm. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời. Nhau mãi không rời. Ôi bao lời đau đớn vẫn luôn thường giang rơi. Có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò? Anh xin thề cùng nhau ngày cùng biến thay. Không bao giờ gian dối lòng nữa. Anh em có thể đeo tai nghe và cảm nhận nhá, rất là tuyệt vời đúng không các bác? Theo như ý kiến quan điểm của em thì nếu các bác cần với công suất mạnh mẽ, lớn và uy lực thì các bác có thể lựa chọn cái combo bên này. Còn các bác không gian nhà các bác mà chỉ tầm khoảng 20, 25 đến 30 mét vuông mà các bác cần sự tinh tế và lịch sự. Ví dụ như các bác có một chiếc tivi to đúng không? Các bác có thể đặt hai bên này và hai bên này. Các bác kê lên nhìn nó rất là đẹp và nhìn rất là hiện đại luôn các bác ạ.
Đấy, mỗi một combo nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Đó, đối với combo này thì nó sử dụng hai bát súp 30 thì công suất súp của nó rất là lớn. Đó, nhưng mà đối với về cái độ uy lực thì bên này nó sẽ là uy lực hơn các bác nhá. Bên này nhìn nó sẽ hầm hố hơn, còn bên này thì nhìn nó sẽ rất là lịch sự và sang trọng. Còn chất âm mang lại thì nói chung là tùy từng tai anh em trải nghiệm thôi. Đấy, tùy từng tai anh em trải nghiệm, anh em thích cái chất âm của combo nào thì anh em có thể lựa chọn cái combo đó. Đó. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và theo dõi hết cái video này của em. Anh em nào cảm thấy hay thì hãy để lại một nút like để ủng hộ bên em, để luôn cập nhật những video hay nhất và chất nhất ra cho tất cả các bác nhá. Đó. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em đăng trên kênh hàng ngày nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.